toàn thể các bác, toàn thể nguyên nghe tiếp tục với những video test hàng đi lên đường trao trả mọi người trong những ngày vừa qua. Và đây là SX738F. F tức là đời còn dai ti, để chúng ta có thể cơ động treo được lên không trung. Và cặp loa Khang Minh xin gửi bác Dũ trong Châu Đốc, An Giang. Made in USA, đẹp cực kỳ luôn. Chúng ta cùng xem và chiêm ngưỡng thẩm âm cặp loa này trước khi Khang Minh dán tem đóng gói lên đường nhá. Lạc vào mắt này tớ cho hồn bớt dại khờ. Nếu được làm người tình đùa tâm trong chiều vắng, làm gió thoáng môi hôn. Ngàn vì sao trên trời nhìn người thầm trên môi, xin gió xa thôi đừng đùa lan ra tuyết trắng làm đôi má thêm. SX738 thì nó là cặp loa ba đường tiếng đời cao, chất âm cực kỳ hay rồi, bát năm tấc. Chúng ta cùng xem phía sau vị cầm giắc. Đấy, cặp loa Khang Minh cầm bến về trong thời gian vừa qua, đẹp gần như là không tì vết. Made in USA. SX738F. Trong An Giang đã ủng hộ em cặp loa này. Khang Minh xin chúc bác sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đẹp tuyệt vời luôn. Vì thời gian không đợi, còn lời yêu dư lại để con biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Mọi người quan tâm đến nhiều sản phẩm bị bãi tuyển chọn khác nhau, vui lòng liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên đây hoặc là địa chỉ inbox Zalo. Sắp tới Khang Minh lại cập bến được cái model này về nữa. Đời Made in USA tiếp tục. Và những cặp nguyên thùng xốp đời Made in Mexico, nguyên thùng xốp thì mới cũng chưa hề sử dụng. Từng mùa lá bay đã nghe tin rạp rào, hồn đã mất ngay. Nếu còn là người tình thì tìm đến bên nhau cho ngày tháng ngọt ngào. Nếu còn tình, Khang Minh đang test thẳng ra từ con Crown 3600 này, mở thẳng từ iPad, không qua một cái gì hết. Để con biết mê say, xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình.
Rồi đây.